Sau 2 tuần điều trị COVID tại trung tâm y tế tuyến huyện tại Bình Dương, nay ông Vương đã khỏi bệnh. Cơm ăn một ngày 3 cữ, thuốc mang một ngày 3 cữ. Bác sĩ là quan tâm là chăm sóc cho mình. Thì bây giờ tôi hết bệnh, tôi mừng quá, tôi vui quá. Bây giờ tôi cảm ơn bác sĩ. Với nỗ lực của các thầy thuốc y tế tuyến huyện như theo dõi sát bệnh nhân, phát hiện sớm các triệu chứng trở nặng, đặc biệt là thiếu oxy máu thầm lặng sẽ hạn chế rất nhiều các ca tử vong ở tầng 1 và 2, giảm gánh nặng cho tuyến trên. Chúng tôi đã triển khai với một phương châm là không để bệnh nhân bị tử vong ở dưới tầng 1, phát huy tối đa sức mạnh của tầng 2 và không để cho bệnh nhân phải ra viện từ tầng 3 mà phải hạ tầng xuống tầng 2, tầng 1 để ra viện để làm cho cả hệ thống diễn ra cái tuần hoàn. Đội ngũ y bác sĩ đã nhuần nhuyễn tự tin trong việc điều trị chữa bệnh cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19. Và với điểm sáng này thì tỉnh Bình Dương hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào việc sớm kiểm soát được tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Mục tiêu là phải giảm tỷ lệ tử vong. Bình Dương phải tổ chức nhiều bệnh viện dã chiến để tất cả các bệnh nhân không đủ điều kiện cách ly tại nhà thì phải được thu dung và điều trị. Và thực tế đã chứng minh rằng cái tỷ lệ tử vong thì cũng đang quản lý, đang trong kiểm soát và thấp dần xuống. Dù đạt nhiều kết quả điều trị F0 khả quan, tuy nhiên với ca mắc mới tăng mỗi ngày 4 con số, tỉnh Bình Dương thiếu đội ngũ nhân lực y tế trầm trọng. Trước mắt, tỉnh đang vận động các y bác sĩ về hưu tham gia điều trị bệnh, hướng dẫn người dân tự lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, đồng thời mong muốn Bộ Y tế hỗ trợ thêm 5.000 bác sĩ và điều dưỡng để giúp Bình Dương kịp thời ứng cứu bệnh nhân trong các bệnh viện và cả ngoài cộng đồng. 3,1% số mẫu xét nghiệm nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh cho kết quả dương tính. Con số này vừa được ngành y tế thành phố đưa ra. Tỷ lệ được thống kê trên tổng số 600.000 mẫu xét nghiệm nhanh, hơn 20.000 mẫu cho kết quả dương tính. Đây là kết quả sau 3 ngày thực hiện xét nghiệm diện rộng, bao gồm cả việc người dân tự lấy mẫu. Ngoài ra thì 10 xe xét nghiệm PCR lưu động cũng được đưa đến 10 quận huyện để tăng cường tối đa công suất. Tuy nhiên, theo ngành y tế, con số này đã nằm trong kịch bản ứng phó từ trước.